chị cảm giác nó làm gió luôn, tại vì chị cảm giác nóng lên chứ đỏ lên rồi. Rồi, đồng đội hỗ trợ nhau từ khâu gội đầu. Đã giảm đến nhà mình không có chỗ. Mới khai trương đông lắm nha mọi người, khách tới đông nườm nượp luôn nha, hết ghế rồi. Ủa gì vậy, là sao là cứ massage trước rồi mới rửa mặt để trang nữa hả, hay sao? Tẩy trang rửa mặt để trang.